Trong tuần qua, giá quả dứa tươi tại nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục giảm thêm khoảng 200 đồng mỗi kg. Với giá bán hiện tại 3.600 đồng một kg, người nông dân chỉ đủ chi phí về phân bón và một phần về giống, không có công chăm sóc và tiền mua thuốc bảo vệ thực vật. Phần lớn dứa quả đang được các thương lái thu gom tiêu thụ tại thị trường ngoài tỉnh. Chỉ có khoảng 20% sản lượng dứa phục vụ nhu cầu nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu mường khương. Mặc dù trong tuần qua đã có khoảng 1.000 tấn dứa được tiêu thụ, nhưng giá bán lại quá thấp, khiến nhiều hộ dân không muốn thu hoạch. Hiện đang là thời điểm chính vụ thu hoạch dứa. Nếu không thu hoạch, dứa thối trên nương sẽ ảnh hưởng đến đất và gây ô nhiễm môi trường.